bạn đang nghe từ phonos khoảng cách từ nói đến làm các doanh nghiệp thông minh đã biến lý thuyết thành hành động như thế nào tác giả jeffrey pfeffer và robert i sutton người dịch nguyễn phương độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha khoảng cách từ nói đến làm. Giữa làm được và không làm được chỉ là một sợi chỉ rất mong manh và nó cũng chỉ bắt đầu từ một suy nghĩ rất nhỏ. Làm hay không làm được, vậy mà lại trở thành khoảng cách mênh mông. Đã bao giờ bạn từng đặt câu hỏi tại sao có khoảng cách rất lớn giữa những gì một công ty nhận thức rằng họ nên làm và điều họ thực sự làm? Tại sao rất nhiều công ty thất bại trong việc chuyển hóa những kinh nghiệm, hiểu biết của họ vào quá trình hành động hướng tới phát triển bền vững. Hàng năm, có vô vàng công ty chi hàng tỷ đô la cho các chương trình đào tạo và tư vấn quản lý, tìm kiếm phương thức nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động. Nhưng chúng chủ yếu chỉ là những câu chuyện, các phương pháp rạc lý thuyết, thay vì các giải pháp cụ thể đi liền với hành động. Vậy họ đã mang lại được gì sau những phương pháp suông đó? Câu trả lời là rất ít những thay đổi thực tế, hay hầu như chẳng có chuyện biến gì. Bởi vậy, giáo sư Pfeffer và giáo sư Sutton, hai tác giả của cuốn sách bạn đang lắng nghe, muốn đi tìm lời giải cho bài toán hóc búa: Làm thế nào để giúp các doanh nghiệp không những nói được mà còn phải làm được? Khoảng cách từ nói đến làm là cuốn sách đầu tiên thách thức thực tế nói nhiều hơn làm trong các công ty mà hai tác giả Jeffrey Pfeffer và Robert I. Sutton gọi là khoảng cách từ biết đến làm trong cuốn sách này thính giả sẽ biết được rằng các công ty đã lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc để đào tạo phân tích họp hành bàn bạc và thậm chí ra được các biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không có gì thay đổi trong công ty vì mọi chuyện chỉ dừng ở việc nói mà không hề thực thi cuốn sách đi sâu vào các nguyên nhân biện pháp khắc phục kèm theo các ví dụ cụ thể cả về những công ty thất bại lẫn thành công để thính giả có thể phòng tránh cũng như khắc phục được khoảng cách đó. Đây không chỉ là cuốn sách dành cho những người trong các tổ chức mà nó chứa đựng cả những bài học hữu ích dành cho tất cả những ai mong muốn hiện thực hóa lời nói của mình trong cuộc sống thường ngày. Xin trân trọng giới thiệu cùng thính giả. Hà Nội, tháng 10 năm 2013. Công ty cổ phần sách Alpha chương một biết phải làm gì thôi chưa đủ tại sao chúng ta đổ bao công sức vào giáo dục và đào tạo tư vấn quản lý nghiên cứu kinh doanh rồi sách vở bài viết nhưng lại có quá ít thay đổi trong hành động thực tế của các nhà quản lý và tổ chức. Năm 1996, có hơn 1.700 cuốn sách kinh doanh được xuất bản ở Hoa Kỳ, và con số này ngày càng tăng. Rất nhiều trong số đó chứa đầy những phân tích và công thức giống nhau, chỉ khác về ngôn ngữ và hình ảnh, và đặc biệt, chẳng có gì khác những cuốn sách được xuất bản trước đó. Trên thực tế, vô số ý tưởng tự xưng là mới ra năm nay đều đã xuất hiện trong những cuốn sách được in từ hàng thập kỷ trước. Dù thế, các cuốn sách mới này vẫn được thị trường đón nhận vì những ý tưởng đó vẫn chưa được thực hiện dù được coi là hữu dụng và được nhiều người biết đến vì vậy các tác giả vẫn tiếp tục cố gắng một phần bằng cách thay đổi mẫu mã kiểu dáng và cập nhật thông tin để làm thế nào đó khiến các nhà quản lý không chỉ biết mà còn áp dụng những gì họ nắm được và các nhà quản lý tiếp tục mua những cuốn sách đầy rẫy những điều họ đã biết bởi họ hiểu rằng chỉ biết thôi chưa đủ Họ hy vọng rằng việc mua và đọc thêm một quyển sách, biết đâu đấy, sẽ chuyển hóa hiểu biết đó thành hành động tổ chức. Mỗi năm, các tổ chức đổ hơn 60 tỷ đô la vào đào tạo, đặc biệt là đào tạo quản lý. Phần nhiều trong các hoạt động đào tạo đó với những chủ đề như quản lý chất lượng toàn diện, Total Quality Management, TQM, dịch vụ khách hàng, xây dựng lòng trung thành của khách hàng, khả năng lãnh đạo và thay đổi cơ cấu đều dựa trên những kiến thức và nguyên tắc về cơ bản là vĩnh cửu đó là không thay đổi và không được thay đổi dù vậy quá trình đào tạo thường lặp đi lặp lại nhưng dù chất lượng nội dung cách truyền đạt hay tần suất lặp lại đến đâu đi nữa đào tạo quản lý vẫn không thể thay đổi các thực tiễn tổ chức giáo sư mark zibaraki của đại học chicago đã nghiên cứu quá trình đào tạo quản lý chất lượng toàn diện tại năm tổ chức có đội ngũ cán bộ cấp cao tin rằng phương pháp tqm có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ cũng như là quá trình đào tạo đó đã thay đổi cách con người làm việc thế nhưng subaraki thấy rằng các phương pháp định lượng tqm không hề được sử dụng trong bốn tổ chức và chỉ được dùng một cách hạn chế ở tổ chức thứ năm kết quả này không phải chỉ xảy ra ở tqm mà chúng tôi đã thấy chuyện tương tự xảy ra liên tục trong quá trình nghiên cứu Mỗi năm, các tổ chức đang cần lời khuyên tiêu tốn hàng tỷ đô la vào các dịch vụ tư vấn quản lý. Ước tính là 43 tỷ đô la vào năm 1996, nhưng những lời khuyên đó hiếm khi được áp dụng. Một nhà cố vấn khi thuyết trình thuyết phục một ngân hàng lớn của Mỹ giao việc cho mình, đã bật một slide chứa các khuyến nghị từ bốn nghiên cứu được thực hiện 6 năm trước cho ngân hàng này. Cả bốn bộ nghiên cứu đều đi đến cùng một kết luận. Điều này không có gì ngạc nhiên vì đều do những con người rất thông minh tuy từ bốn hãng khác nhau nhưng được cung cấp các thông tin về cơ bản là giống nhau thực hiện người thuyết trình người đang bán việc áp dụng và thay đổi hơn là bán dịch vụ phân tích đã hỏi những nhà điều hành ngồi đó tại sao các vị lại muốn trả tiền để nhận vẫn là câu trả lời đó lần thứ năm hãng của ông đã nhận được hợp đồng một ví dụ nữa về việc biết nhưng không làm trong thế giới cố vấn quản lý đó là hai nhà cố vấn của một hãng hàng đầu làm việc cho một công ty điện lớn ở Mỹ Latin, đang đối đầu với quá trình bãi bỏ các quy định. Họ đều rất chán nản khi biết rằng ban quản lý đã có một tài liệu dày 500 trang từ 4 năm trước với các kế hoạch và khuyến nghị chi tiết do một hãng cố vấn khác làm trong hợp đồng trước. Họ báo cáo lại, tài liệu đã có rất tốt, nó có các nghiên cứu đánh giá chi phí tiêu chuẩn từ các công ty dân dụng hiệu quả nhất trên thế giới các tóm tắt về các hệ thống đào tạo thành công nhất ở các công ty công nghiệp khác và các lịch trình thực hiện khá chi tiết. Do phân tích của chúng ta cũng dựa trên chính các thông tin được đưa cho các nhà cố vấn từ 4 năm trước, các khuyến nghị của chúng ta về cơ bản là y hệt. Vấn đề không phải là phân tích, mà là thực hiện. Mặc dù chúng ta có thể xác định được các vùng mới cần cải thiện, nhưng cốt lõi gần như giống hệt tài liệu cũ. Khách hàng đã có từ trước các thông tin chúng ta đang đưa cho họ. Mỗi năm, hàng trăm trường kinh doanh ở Hoa Kỳ đào tạo ra hơn 80.000 thạc sĩ quản trị kinh doanh và thực hiện rất nhiều nghiên cứu về các chủ đề kinh doanh. Nghiên cứu và giáo dục kinh doanh đang tăng lên cả về phạm vi và tầm quan trọng trên khắp thế giới. Dù thế, việc chuyển hóa quá trình nghiên cứu và đào tạo quản lý này thành thực tiễn hoạt động diễn ra rất chậm chạp và thất thường. Có rất ít bằng chứng cho thấy mối liên kết giữa việc nhân sự được đào tạo chuyên sâu về kinh doanh với việc tổ chức hoạt động hiệu quả. Rất nhiều hãng hoạt động tối ưu như Southwest Airlines, Walmart, The Men's Warehouse, Service Master, PSS Slash War Medical, SAS Institute, AES, Whole Foods Market và Starbucks không tuyển người từ những trường kinh doanh hàng đầu và không đặt nặng về vấn đề bằng cấp trong hoạt động nhân sự của họ. Nhiều nhà nghiên cứu đã thấy rằng những điều được dạy trong trường đại học hay trường kinh doanh không thực sự chuẩn bị cho các nhà quản lý tương lai những hiểu biết thực tế về quản lý. Một báo cáo cho thấy 73% các thạc sĩ vừa tốt nghiệp chương trình MBA khi được hỏi đã nói là các kỹ năng MBA của họ được dùng rất ít hoặc không dùng gì trong công việc quản lý đầu tiên của họ. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bao nhiêu nỗ lực đổ vào giáo dục và đào tạo, tư vấn quản lý, các nghiên cứu tổ chức và rất nhiều bài viết, sách báo nhưng lại có quá ít thay đổi trong thực tiễn quản lý như vậy bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chút ít thay đổi trong quản lý thực sự xảy ra đó lại gặp quá nhiều khó khăn thế không tại sao mà cuối các khóa đào tạo hoặc các cuốn sách nhiều nhà lãnh đạo nói là đã sáng ra và khôn lên nhưng vẫn không thay đổi được gì trong tổ chức của họ chúng tôi cũng đã tự hỏi điều đó và đã lên đường thực hiện nhiệm vụ thám hiểm một trong những bí ẩn lớn nhất về quản lý tổ chức đó là tại sao Hiểu biết về những việc cần làm thường xuyên không thể dẫn tới hành động hoặc hành vi nhất quán với hiểu biết đó. Chúng tôi gọi đây là vấn đề từ biết đến làm, knowing-doing problem. Thách thức đến từ việc biến hiểu biết về cách nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thành hành động nhất quán với hiểu biết đó. Cuốn sách này đại diện cho những gì chúng tôi học được về các nhân tố tạo nên khoảng cách từ biết đến làm, lý do và cách thức một số tổ chức có thể áp dụng hiểu biết của họ thành công hơn số còn lại. Chúng tôi đã mất 4 năm để học hỏi về những điều tạo ra khoảng cách từ biết đến làm và cách thu hẹp khoảng cách đó, cũng như một số cách giúp các tổ chức né tránh được khoảng cách đó ngay từ đầu. Bắt đầu bằng việc lùng sụt các văn bản học thuật cũng như đại chúng để tìm kiếm các câu chuyện, các tình huống cụ thể, các nghiên cứu diện rộng của nhiều hãng có thể cung cấp cách nhìn thấu đáo về vấn đề từ biết đến làm đã có các bằng chứng cho thấy mọi ngành công nghiệp đều có các tổ chức gặp phải căn bệnh này nhưng hiếm có câu trả lời thỏa đáng nào về nguyên nhân hay cách xử lý nó vì thế chúng tôi thực hiện hàng tá các nghiên cứu định tính và định lượng về các vấn đề từ biết đến làm trong các tổ chức từ các hãng dịch vụ tài chính thiết kế sản phẩm tới các tập đoàn sản xuất truyền thống chuyên cắt gọt kim loại các công ty khai thác mỏ công ty sản xuất điện và các chủ nhà hàng và bán lẻ Chúng tôi cũng đã dạy ở Đại học Stanford, trong cả trường kinh doanh và kỹ thuật, nơi các sinh viên quản trị của chúng tôi thực hiện khoảng 100 bài tập tình huống của riêng họ về các vấn đề từ biết đến làm và cách các vấn đề này có thể đã và sẽ được giải quyết thế nào. Chúng tôi đã kiểm tra diện rộng một loạt các phương cách tổ chức để tìm hiểu về khoảng cách từ biết đến làm. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung hơn vào một bộ những phương thức dù hiếm được thực hiện nhưng hầu hết các nhà quản lý đều biết đến được tuyên truyền rộng rãi trong các tổ chức và đã cho thấy có khả năng tăng cường hiệu suất tổ chức một cách nhất quán chúng được gọi là phương thức quản lý hiệu suất cao hay cam kết cao độ các phương thức này đã được mô tả và ảnh hưởng tích cực của chúng đến hiệu suất hoạt động đã được phân tích trong rất nhiều bài viết và sách vở chúng ta sẽ dùng đến bằng chứng này nếu cần để hỗ trợ luận cứ về khoảng cách từ biết đến làm nhưng sẽ không đưa ra các mô tả chi tiết về từng phương thức hoặc một đánh giá chuyên sâu về bằng chứng cho thấy hiệu quả tích cực của nó đối với hiệu suất hoạt động mối quan tâm của chúng ta nằm ở việc nắm rõ những rào cản của quá trình chuyển hóa hiểu biết thành hành động và cách thức một số hãng đã vượt qua các rào cản đó các vấn đề từ biết đến làm mà chúng ta đã quan sát được có tính chất phổ thông và hiện hữu trong nhiều vấn đề từ ứng dụng các hiểu biết tiếp thị và các phương thức tốt nhất trong dịch vụ khách hàng tới việc bảo lưu và thực hiện các phương thức sản xuất ưu việt chúng tôi đã không tìm thấy những câu trả lời đơn giản cho thế lưỡng nan từ biết đến làm này dựa trên tầm quan trọng của vấn đề từ biết đến làm nếu những câu trả lời đơn giản có tồn tại thì hẳn là chúng đã được thực thi rộng rãi và những hãng hiếm hoi có thể chuyển hóa hiểu biết thành hành động một cách nhất quán cũng không thể tận dụng được lợi thế cạnh tranh đáng kể đó như hiện nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những nhận thức và chẩn đoán về một số nguồn sinh ra các vấn đề từ biết đến làm và những ví dụ về các công ty phải chịu hậu quả nặng nề từ vấn đề này những công ty chưa từng gặp cũng như một số công ty đã có thể khắc phục lỗ hổng từ biết đến làm nhưng một trong những nhận thức quan trọng nhất từ nghiên cứu của chúng tôi đó là hiểu biết thực sự được vận dụng nhiều khi được rút ra sau khi thực hành thay vì đọc lắng nghe hay suy ngẫm những điều chúng tôi có thể làm được cho bạn trong cuốn sách này rất giới hạn dù cho chúng tôi đã thu được nhiều nhận thức sâu sắc chúng tôi khuyên các bạn nên thực hiện những hành động có suy xét thận trọng thường xuyên hơn hãy hạn chế thời gian dự tính và phàn nàn về các vấn đề của tổ chức hành động sẽ giúp bạn rút ra nhiều kinh nghiệm hơn khi mô tả lỗ hổng từ biết đến làm cho những người khác chúng tôi thường nhận được chung một lời đáp họ sẽ nói rằng lỗ hổng đó bắt nguồn từ những vấn đề cố hữu của cá nhân do thiếu hiểu biết kỹ năng hoặc có vấn đề về tính cách và sự tồn tại của nó phản ánh sự không hoàn hảo của một cá nhân thật sai lầm nếu bạn làm việc ở một nơi mà bạn hoặc các đồng nghiệp của mình không biến hiểu biết thành hành động đó có thể không hoàn toàn là lỗi của bạn rõ ràng rằng một số người có thể biến hiểu biết thành hành động nhanh hơn số khác có tư duy nhanh nhạy hơn và có khả năng thích nghi tốt hơn người khác và rằng tâm lý cá nhân đóng một vai trò nào đó trong vấn đề khoảng cách từ biết đến làm mà chúng tôi đang phân tích nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng chúng không đóng vai trò chính yếu trong câu chuyện có những tổ chức có thể chuyển hiểu biết thành hành động một cách nhất quán và vẫn làm được vậy dù họ có mở rộng quy mô tuyển dụng thêm nhân sự hay thâu tóm thêm các công ty khác các tổ chức khác dù sở hữu những nhân viên thông minh chăm chỉ nhanh nhạy nhưng lại không thể chuyển hóa hiểu biết về hoạt động tổ chức thành hành động thực tiễn cứ như là đã tồn tại một máy hút não trong những tổ chức đó truyền hút kiệt trí tuệ và tầm nhìn của các thành viên sự khác biệt giữa các tổ chức phần nhiều xuất phát từ hệ thống quản lý và các phương châm hoạt động của họ thay vì sự khác biệt về chất lượng con người các công ty lớn thu được hiệu quả đáng kinh ngạc nhờ những người bình thường những công ty không quá lớn thu hút các nhân tài và đánh mất lợi thế đến từ tài năng nhận thức và động lực của họ đó là lý do chúng tôi tập trung vào các phương thức quản lý có thể tạo ra hoặc giảm thiểu khoảng cách từ biết đến làm thực hiện hay lờ đi khoảng cách từ biết đến làm có thực sự tồn tại làm sao chúng ta biết hiểu biết không phải lúc nào cũng được áp dụng vào thực tiễn và đây là vấn đề ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của tổ chức và quan trọng hơn làm thế nào các tổ chức nắm được mức độ mà tại đó họ đã không làm được những điều nên làm đây là những vấn đề quan trọng nhưng không quá phức tạp bằng chứng về khoảng cách từ biết đến làm có rất nhiều các nghiên cứu bên trong những ngành công nghiệp riêng lẻ cho thấy các đường hướng ưu việt giúp quản lý con người và tổ chức công việc của họ dù những đường hướng được cho là ưu việt đó được biết đến tương đối rộng rãi nhưng việc lan tỏa chúng diễn ra chậm chạp và không trơn tru còn chuyện thụt lùi là phổ biến một nghiên cứu về ngành dệt may đã cho thấy rằng quy trình sản xuất mô đun tập trung vào sản xuất theo nhóm đạt được hiệu quả sản xuất kinh tế cao hơn xét theo nhiều tiêu chí so với hình thức sản xuất trọn gói truyền thống, sử dụng nhân công làm từng sản phẩm và đào tạo giới hạn. Các ấn bản thương mại, hiệp hội ngành và các công đoàn có liên quan đã lên tiếng ủng hộ quy trình sản xuất mô đun từ đầu thập niên 1980. Ấy vậy mà đến năm 1992, khoảng 80% các sản phẩm dệt may vẫn được làm theo hình thức trọn gói và các nhà máy đã từng áp dụng quy trình sản xuất mô đun cũng quay về với hệ thống trọn gói. Tương tự, bằng chứng cho lợi thế của sản xuất linh hoạt hay sản xuất tinh gọn trong lắp ghép ô tô cũng hết sức thuyết phục. Hiểu biết này được biết đến rộng rãi và được áp dụng trong ngành một thời gian. Dù vậy, một nghiên cứu 5 năm liên tiếp về sự phổ biến của hệ thống sản xuất linh hoạt cho thấy việc áp dụng hệ thống linh hoạt diễn ra rất khiêm tốn và một số nhà máy chỉ tiến hành những thay đổi trong những khâu phức tạp, trong khi những nhà máy khác cho thấy mức giảm khiêm tốn và một nghiên cứu diện rộng trong ngành chế tạo chất bán dẫn cho thấy khác biệt đáng kể về hiệu quả sản xuất của các phương thức quản lý khác nhau được đo bằng độ dài chu kỳ kết quả dây chuyền và mật độ sai hỏng dù vậy các nghiên cứu cho thấy khác biệt đáng kể giữa các phương thức này ngay cả trong một ngành công nghiệp có đặc thù tập trung cao về mặt địa lý đặc biệt là tại các trụ sở chính và sự chuyển dịch nhân sự đáng kể giữa các hãng những nghiên cứu này và nhiều nghiên cứu khác cho thấy rõ ràng là dù có những cách quản lý và tổ chức tốt hơn, nhưng chúng không nhất thiết sẽ nhanh chóng và sẵn sàng được áp dụng. Một số ví dụ khác minh họa khoảng cách lớn thường thấy giữa khả năng biết điều gì là quan trọng và thực sự bắt tay vào thực thi điều đó. Ví dụ như Hiệp hội Cố vấn Tìm kiếm Lãnh đạo đã thực hiện một cuộc điều tra, trong đó 3 phần tư các CEO trả lời nói rằng công ty nên có các chương trình thăng cấp nhanh nhưng chưa đến một nửa số công ty của những ceo này có những chương trình như vậy tại công ty họ tạp chí fortune từng bình luận về điều tra này rằng có lẽ các ceo không nói điều họ nghĩ và có lẽ họ gặp khó khăn khi thực thi những điều họ nói nghiên cứu của chúng tôi cho thấy vấn đề thứ hai thực thi những gì các nhà lãnh đạo nói và biết phổ biến hơn bằng chứng từ nhiều nghiên cứu ngành khác nhau và từ các hãng thuộc nhiều ngành cho thấy hiểu biết về cách nâng cao hiệu suất không sẵn sàng và dễ dàng chuyển từ công ty này sang công ty khác. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy, hiểu biết về cách nâng cao hiệu suất cũng không lan truyền tự nhiên ngay cả trong nội bộ công ty. Có những khác biệt dai dẳng và đáng kể trong hiệu suất hoạt động của các bộ phận trong cùng một công ty. Một nghiên cứu về 42 xưởng thực phẩm trong một công ty về cơ bản có nhiệm vụ sản xuất giống nhau với công nghệ tương tự nhau đã cho thấy khác biệt về hiệu suất hoạt động lên tới 300% giữa xưởng tốt nhất và xưởng kém nhất. Xưởng tốt nhất kiếm được nhiều hơn 80%, còn xưởng kém nhất kiếm được ít hơn 40% so với mức bình quân tất cả các xưởng. Một nghiên cứu về các nhà máy lọc dầu cho thấy không có mấy tương quan giữa hoạt động của các tổ chức sở hữu nhiều nhà máy, không có bằng chứng về ảnh hưởng công ty đến hiệu suất hoạt động, hay không có mấy tương đồng về các phương pháp hoặc quan điểm quản lý giữa các đơn vị trong cùng một công ty. Một nghiên cứu chuyên sâu về nỗ lực khiến một đơn vị sản xuất của Hewlett-Packard (HP) hoạt động hiệu quả hơn cho thấy, bằng việc phỏng vấn 13 người liên đới thuộc các ban khác nhau, bao gồm phòng cung ứng, phòng phát sinh quy trình, phòng kỹ thuật, tài chính, các thành viên đội thiết kế, đã phát hiện ra rằng tương tác giữa các phòng rất tồi, giới hạn mức độ học hỏi giữa họ cơ hội để chia sẻ các công nghệ quy trình đổi mới hoặc các nguồn lợi thế cạnh tranh khác bị bỏ qua. Vấn đề liên quan tới quá trình chuyển giao hiểu biết bên trong HP đã khiến Liu Platt, CEO của công ty, phải than rằng Tôi ước gì chúng ta đã biết những điều chúng ta biết ở HP. Một nghiên cứu khác về chuyển giao các phương pháp hoặc hiểu biết tốt nhất bên trong các tổ chức đã cho thấy rằng Bạn cứ nghĩ là bên trong một tổ chức thì những phương pháp hay sẽ lan nhanh như cháy rừng. Không đâu. Như William Buehler, phó chủ tịch của Xerox, nói, bạn có thể thấy một nhà máy hoặc văn phòng hoạt động hiệu quả, nhưng chúng không hề lây lan như ta tưởng. Một người giành được giải Boris nói, chúng ta có thể có hai xưởng sản xuất đối diện nhau trên một con đường, nhưng khiến chúng chuyển giao các phương pháp cho nhau chẳng khác nào bắt thang lên trời. Đo lường khoảng cách từ biết đến làm. Chúng ta muốn xem liệu có thể lượng hóa được khoảng cách từ biết đến làm và liệu có khác biệt đáng kể nào về mặt thống kê giữa những điều mà các nhà quản lý nghĩ là họ nên làm và những điều thực sự được áp dụng. Có lẽ, những khác biệt trong phương cách hành động có thể quan sát được thậm chí ở ngay trong tổ chức là chức năng của những khác biệt về niềm tin liên quan đến những gì phải làm chứ không phải bởi hiểu biết không được áp dụng vì vậy dựa trên tài liệu về các phương pháp quản lý cam kết cao độ và về những cải cách trong tổ chức chúng tôi mô tả cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn bởi nó là một công cụ hiệu quả mà các hãng có thể ứng dụng để tự tìm hiểu về bản thân sau đó chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra qua điện thoại dựa trên danh sách này với các giám đốc và trợ lý giám đốc trong một gói mẫu đại diện chọn ngẫu nhiên gồm 120 đơn vị của một chuỗi nhà hàng lớn, đa đơn vị. Các nhà quản lý được hỏi xem họ đồng ý tới mức nào về việc các phương pháp trong cuộc điều tra đã nâng cao hiệu quả tài chính của một nhà hàng, với thang điểm xấu bậc từ cực kỳ phản đối tới cực kỳ đồng ý. Những câu hỏi này đánh giá hiểu biết quản lý theo cách chúng ta định nghĩa hay những điều các nhà lãnh đạo tin rằng có vai trò quan trọng trong quá trình ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động của đơn vị họ. Sau đó, cả quản lý và trợ lý được hỏi rằng, hành vi trong câu hỏi đã mô tả những gì xảy ra trong nhà hàng của họ tới mức độ nào. Một thước đo cho điều thực sự diễn ra, cũng với thang điểm 6 bậc. Trong hầu hết các trường hợp, có sự tương đồng tuyệt vời về điều thực sự xảy ra trong nhà hàng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa những điều mà quản lý nhà hàng nghĩ rằng đã tạo ra thành công và điều họ báo cáo là được áp dụng trong đơn vị của họ. 17 trong số 25 phương pháp quản lý nói trên có sự khác biệt đáng kể về thống kê giữa điều quản lý nghĩ là quan trọng cho thành công của nhà hàng với điều mà họ và trợ lý của họ báo cáo là đang được sử dụng tại đó. Trong từng trường hợp, chiều hướng khác biệt cho thấy họ không làm điều mà họ nghĩ là quan trọng. Mời bạn xem bản 1.1 được đính kèm trên ứng dụng về khác biệt giữa biết và làm trong 120 đơn vị của một chuỗi nhà hàng số liệu cho thấy các quản lý nhà hàng hầu như đều nhận ra sự quan trọng của việc chia sẻ thông tin với nhân viên cung cấp phản hồi và gắn kết nhân viên vào quá trình học nâng cao hiệu suất hoạt động những hành động này dễ dàng tới mức các quản lý thuê người rất cẩn thận nên nhà hàng thường chọn được đúng người ngay từ đầu dù vậy người ta rất ít khi áp dụng những phương pháp đó dù đều hiểu biết tầm quan trọng của chúng mọi người đều hiểu vấn đề hiểu cần phải làm gì để ảnh hưởng tới hiệu suất nhưng vẫn không làm điều họ biết là nên làm chúng tôi thực hiện một nghiên cứu tương tự cho một chuỗi nhà hàng khác và cũng thu về kết quả tương tự trong nghiên cứu đó chúng tôi cũng quan sát thấy các nhà lãnh đạo thường xuyên hợp lý hóa hành động của họ hoặc chính xác hơn là không hành động bằng các giải thích tỉ mỉ lý do họ không làm điều mà họ cho là quan trọng đối với thành công của công ty mình các giám đốc cấp cao quản lý và nhân công mà chúng tôi đã phỏng vấn trong chuỗi nhà hàng thứ hai này đều có những giải thích hợp lý cho các lỗ hỏng từ biết đến làm đó và tại sao chúng vẫn tồn tại hãng này trả lương rất thấp mà lại hoạt động trong một thị trường lao động cạnh tranh vì vậy việc tuyển dụng nhân viên khó khăn đặc biệt là những người có kỹ năng phục vụ các quản lý nhà hàng cũng có nhiều báo cáo cần viết vì vậy dù có muốn họ cũng không có đủ thời gian dành cho tuyển dụng nhưng khi nhà hàng thuê sai người tỷ lệ thay đổi nhân sự tăng lên tỷ lệ đó càng cao các quản lý càng chịu nhiều sức ép buộc phải lắp chỗ trống nhanh chóng và dần ít kén chọn hơn điều này lại dẫn tới các vấn đề lớn hơn về chất lượng dịch vụ và nhân công tỷ lệ thay đổi nhân sự cao hơn và một chu kỳ cạnh tranh ác liệt bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.